đây là clip mình đi kiểm tra sức khỏe cùng với công ty. Thì như mọi người để ý không ạ, ở trên tay người Hàn có một cái túi gì màu xanh, ở ngoài quốc mình thì không có. Ở đây là toàn thể những người lao động trong công ty mình. Và cách thức kiểm tra thì nó cũng đơn giản thôi, chiều cao, cân nặng, huyết áp và tai, thính lực đấy, rồi mắt, rồi tiểu và kiểm tra máu. Người Hàn thì có thêm nồi soi nữa, nhưng mà ngoài quốc mình thì không có. Họ nồi soi dạ dày và nồi soi đại tràng. Cái này thì mình không biết là người ta đăng ký thêm hay là ở trong cái khám sức khỏe của người Hàn có như thế. Nhưng mình thấy trong công ty mình là ai cũng nồi soi cả, mà riêng mình lại không. Đang kiểm tra mắt nha mọi người. Cái bảng này thật sự là rất là khó, mình chỉ được 1.5 thôi. Và 2.0 là mức tối đa, nó sẽ theo cái mức như vậy. Nó khác ở Việt Nam mình là chữ C, nhưng mà ở bên này chỉ là dãy số. Và những cái hình như là máy bay rồi thùng rác hết mất. Đây là cái phòng thính lực này. Vào là mình nghe âm thanh bên nào là mình giơ tay bên đó. Và trong lúc kiểm tra tai thì người ta kêu người khác vào kiểm tra huyết áp. Hôm nay thì tim của mình là 71 và huyết áp là 117. Mình thấy đó chiều cao nha mọi người, chiều cao và cân nặng luôn, đo đồng thời. Nói chung là nhờ đôi tất nên là ăn gian được mấy sen nữa, mấy mili nữa. Bình thường là 1m68 nhưng mà hôm nay mình đo ra được là 1m68.5. Không biết là đo để làm gì đây. Cái bạc này thì khá là vui tính, ở trong công ty là vui lắm. Nói chung già rồi nhưng mà cũng là thích nghịch. Vào cái phòng này nó rất là kín mọi người ạ. Khi mà mình vào trong mà mình không có nghe được âm thanh bên ngoài luôn đấy. Cái vị sáng môn của công ty mình, cái ông mặc áo xanh đấy. Đấy, ông vừa ngồi chỗ đấy, là sáng môn. Còn cái ông đầu hỏi đang đó là Sa Trang Nim. Trước mặt của mình là Bù Trang Nim. Trong công ty thì có hai Bù. Và cái bà vừa đi vào đó là cái bà bên lắp ráp trong công ty. Những người này họ lớn tuổi ra nên mình là nhỏ nhất công ty đây. Đó cũng là một ông Bù Trang Nim nha mọi người, ông đang đó đấy. Hai người ngồi trước mặt mình là hai đồng nghiệp Philippines. Mấy anh này là E7 nha. Lúc này là đi lấy nước tiểu và đi ra lấy mẫu nha mọi người. Sau khi mà xong mọi công đoàn thì tới nghe cái lời tư vấn của bác sĩ. Dạng như nói sơ quá thôi, sơ sài thôi, chứ họ không phải là những người khám chuyên môn cho mình. Ví dụ như mình đi khám dạ dày thì họ sẽ dặn như thế này thế kia, nhưng mà đi khám sức khỏe tổng quát thì người ta thông báo rằng là kết quả của anh đã ra rồi thì đừng có lo lắng gì cả, tất cả mọi thứ đều là tốt, kiểu như vậy. Và so với công ty cũ KSM của mình thì lần này có kiểm tra nước tiểu và kiểm tra máu thì mình cũng thấy khá là ok hơn.
Trước đây thì mình chỉ kiểm tra huyết áp, mắt và chiều cao cân nặng thôi.